Bất bà tương đa bà dân nghe tiếc trong thời mặt pháp có một người đó tức tình thân tử đổ tình thân tâm người đi quần tôi đã lá mọi cao tháng hoặc một người mỗi tên là cháu một thân tình người thân tử đổ tình thân tử đổ tình
Rồi, đi qua đây. Rồi, đi qua đây.
ăn ra lại cho đủ hết. Ai ra lận lại không phải là đi đó. Đây cái này là đi. Thank you.
Thưa các đồng chí trong xóm và bạn bè của gia đình chị Thái, chị Súng, kính mến, tôi xin thay mặt ban tổ chức buổi lễ truy điệu đồng chí Thái Thị Súng xin giới thiệu các đoàn đến viếng đồng chí gồm có Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, ban Đảng ủy Nhân chính Đảng, gồm Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hưng Lợi, Đảng ủy bộ phận 3 ở khu vực 3 và các đồng chí cán bộ của khu vực 3. Tôi xin giới thiệu các đồng chí trong ban tang lễ đồng chí Xứng Cơ Súng gồm có Thường vụ trưởng ban tổ chức thành phố Cần Thơ là ban 4 đồng chí Nguyễn Tất Thành, ủy viên thường vụ Đảng bộ bộ phận 3 và bí thư chi bộ trực tiếp đây. 4 là đồng chí Nguyễn Văn Tồi, đại diện gia đình, ủy viên. 8:30 ngày 28 tháng 6 96 an táng tại nghĩa trang tỉnh Cần Thơ. Các đại biểu và bà con đi đến đây chôn cất thì có một chiếc xe lớn ở đầu ngoài đường ở phường, ở công an phường. Và tôi xin giới thiệu đồng chí Nông Sĩ thay mặt ban thường vụ thành ủy đọc điểm danh và đọc điếu danh. Xin mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo của tỉnh và thành phố Cần Thơ, các đồng chí lãnh đạo địa phương phường Hưng Lợi, kính thưa các đồng chí bạn bè thân hữu cùng gia quyến của đồng chí Thái Thị Súng, kính thưa các đồng chí và các bạn, trong tình chăm sóc và cứu chữa sau vì bệnh quá trầm trọng hiểm nghèo nên đồng chí Thái Thị Súng không qua khỏi, đã từ trần hồi 12:30 ngày 27 tháng 6 năm 1996, hưởng thọ 78 tuổi. Đồng chí Thái Thị Súng của chúng ta không còn nữa. Sự mất mát này thật lớn lao, đau thương này không gì bù đắp được. Hôm nay chúng ta tập hợp lại đây với nỗi đau buồn thương tiếc người đồng chí, người chị, người bạn thân thương đã vĩnh viễn ra đi. Bùi ngùi xúc động, kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu của đồng chí và ôn lại quãng đời suốt chặng đường dài tham gia cách mạng phục vụ tổ quốc. Đi thân
Pháp xâm lược vào năm 1932 và vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1936. Suốt chặng đường cách mạng kháng chiến 35 năm, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều quân huy chương kháng chiến cao quý. Kính thưa các đồng chí và các bạn, đồng chí Thái Thị Dũng tham gia cách mạng năm 1932 và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1936. 1937 đến năm 1938, đồng chí được phân công công tác hợp pháp tại thị xã Cần Thơ ở chi bộ An Dừa, nay là phường Tân An, thuộc thành phố Cần Thơ. Sau đó về Thới Lai, Ô Môn, lập thị Mai, tiếp tục hoạt động hợp pháp. Năm 1938 đến năm 1940 và năm 1941 được điều động về Cái Chăm, huyện Kế Sách, Sóc Trăng. Năm 1942 đến năm 1945, đồng chí được phân công xây dựng cơ sở để chuẩn bị khởi nghĩa. Tháng 8 năm 1945, đồng chí cùng đồng đội cướp chính quyền địch tại huyện Lỵ Trà Ôn, Vĩnh Long. Năm 1946 đến năm 1954 là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Cần Thơ. Tháng 10 năm 1954 đến năm 1966 được phân công về Sài Gòn. 1967 đồng chí được điều động về công tác ở khu Tây Nam Bộ. Từ tháng 10 năm 1967 đến nay, do bị bệnh tai biến mạch máu não, đồng chí được Đảng và Nhà nước giải quyết chính sách cho nghỉ hưu, điều dưỡng bệnh. Từ ngày nghỉ hưu, điều dưỡng bệnh, đồng chí Thái Thị Sủng cùng chồng và các con sống chan hòa với cán bộ và nhân dân ở địa phương. Em bè bạn mất đi người đồng chí, người bạn thân thương. Gia đình mất đi người vợ, người mẹ, người bà đức mực, nghĩa chung, đức độ, hiền hòa. Trước bối cảnh thử việc sinh ly và nỗi đau thương mất mát lớn lao này, không có gì bù đắp được. Chúng tôi mãi mãi khắc sâu và nhớ mãi công lao, hình ảnh, hiền hòa, nhân hậu của đồng chí. Đứng trước linh cữu của đồng chí, chúng tôi cùng gia đình xin hứa cố gắng làm hết trách nhiệm của mình, nối tiếp sự nghiệp cách mạng mà đồng chí đã đi qua một cách dễ dàng. Xin đồng chí hãy yên lòng nghỉ giấc nghìn thu. Dính biệt đồng chí Thái Thị Sủng, chúng ta hãy để một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng chí. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin tiếp tục là giới thiệu phát biểu của dân tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cần Thơ, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Xuân Lại, chi bộ khu vực 3, chi cục kiểm dịch thực vật vùng 2, trung tâm kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Nam, ban tang lễ, các ông bà, cô bác cùng toàn thể tinh bằng quý thuộc đã đến thăm viếng, cúng điếu và chia buồn và tiễn đưa linh cữu của má bà chúng tôi là bà Thái Thị Sủng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin thay mặt gia đình xin chân thành cảm tạ và biết ơn quý cơ quan đoàn thể, ban tang lễ cùng bà con đã lo lắng một cách trọn vẹn cho lễ tang này. Xin chân thành biết ơn và cảm tạ quý đại diện các chú các bác bà con tại đây. Dạ, xin tiếp tục phổ biến cái đoạn đường đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ lấy cái nào bạn bưng cái ly hương này, cái mâm nhỏ nhỏ thôi. Có ngoài kia rồi. Thank you.
rồi vô giữa nó đi. Thôi vô giữa được rồi, cái này này. Nhanh lên tí xíu. Nhanh lên tí. Được rồi, rồi giữ khoảng cách vậy đó. Kiếm ai ở đây? Cái hàng đi trước.
theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi ai thắp rồi, để thắp rồi ăn cái lại. Không chịu không. Đây là không ạ.